Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì Chúa Ngài đã, đang và tiếp tục làm những dấu kỳ phép lạ qua những con cái của Ngài. Amen. Hallelujah. Dạ, hôm nay thì chúng ta cùng nhau sẽ học, tôi sẽ giảng một loạt bài giảng về bốn loại đất. Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 1 cho đến câu số 9. Ma-thi-ơ 13 câu 1 đến câu 9. Chúng ta cùng nhìn lên trên máy và chúng ta cùng đọc với nhau. Nếu ai có kinh thánh thì mở ra. Xin chúng ta bắt đầu. Cùng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đằng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hộp ra được 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Ai có tai hãy nghe. Chúa Giê-xu thường dùng những cái ví dụ để Ngài minh chứng một cái lẽ thật nào đó. Và ở nơi đây Chúa đã cho chúng ta một cái ví dụ về có một người gieo giống. Hình thức gieo giống thì nó có nhiều cái hình thức khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì cái người nông dân á, họ ngâm giống lên và họ cầm từng vốc như thế này, và họ rải như vậy. Và khi mà họ rải như vậy thì có những hạt á, nó rơi rất là xa, nhưng có những hạt nó rơi là gần. Rồi ở xứ Palestine thì họ có một cách gieo giống nữa, đó là họ cột những cái bao giống ở trên cái lưng của con lừa hoặc là con lạc đà, và họ đục những cái lỗ, và thế là cho cái con này nó chạy, và nó đi như vậy thì nó chạy với cái tốc độ dần như vậy á, nó phóng như vậy thì cái hạt giống nó rớt ra. Thì có cái thì nó rớt lên dọc đường, có cái thì nó rớt nơi đá sỏi, có cái rơi đất bụi gai, và có cái thì rơi vào đất tốt. Cùng là một loại giống, nhưng mà ở đây Kinh Thánh ghi cho chúng ta có bốn cái loại đất khác nhau. Vậy thì giống này là gì? Kinh Thánh Chúa Giê-xu cũng dạy rất rõ, và Ngài đã giải thích. Ở trong câu 24, Đức Giê-xu phán ví dụ cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống người kia gieo giống trong ruộng mình. Cái đó là phần sau. Ở trong câu 18-19: ấy vậy các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hạt giống nơi rơi ra dọc đàn. Còn hạt giống là gì? Ở trong câu 36 và 37: bây giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về vào nhà rồi, môn đồ bèn đến gần mà hỏi rằng: xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùn trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái của quỷ dữ. Như vậy trong cái mạch văn của đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu cho chúng ta một cái nghĩa kép về cái người gieo giống và cái giống, và cũng như là mảnh đất. Ở trong từ câu 1 cho đến câu 23 là cho chúng ta về có một người gieo giống đi ra đằng gieo. Như vậy cái người gieo giống ở đây là có thể là bất cứ người nào là người gieo giống, và cái hạt giống chính là đạo hay là lời Chúa. Còn đất chính là chính thân thể của chúng ta,
mỗi con người. Hai cái ví dụ này nhìn dường như giống nhau, nhưng nó có một cái nghĩa khác nhau và mang tính nghĩa tiệm tiến. Để rồi chúng ta sẽ học cái phần về bốn loại đất, rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về nước thiên đàng giống như người kia gieo giống trong ruộng mình. Là chúng ta sẽ hiểu thêm cái ý nghĩa đó. Vậy thì nếu như hạt giống là lời của Đức Chúa Trời và ruộng tức là mảnh đất, tức là lòng của chúng ta hay là mỗi con người của chúng ta. Có một số nhà giải kinh cho rằng không phải một loại đất là một loại người, nhưng mà trong lòng của mỗi người có thể có bốn loại đất, cũng có thể là có ba, và cũng có thể là hai, và cũng có thể là một. Nhưng mà cái điều nào nó quan trọng hơn, nó điều nào nó nhiều hơn, thì nó sẽ thể hiện cái tính của người đó, cái bản chất ra khi người đó tiếp nhận hạt giống. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà chị em cái điều đầu tiên, đó là cái đất gọi là đất dọc đường. Hạt giống thì là lời của Đức Chúa Trời, hạt giống là một loại, nhưng mà nó được gieo ra ở trong nhiều mảnh đất khác nhau. Hôm nay chúng ta nói về cái mảnh đất dọc đường, thì Chúa Giê-xu cũng nói như thế nào? Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Và cái điều này Chúa lại cho cái giải nghĩa luôn. Khi người nào nghe đạo thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình, ấy là kẻ chịu giống rơi ra nơi dọc đàng. Chỗ này chúng ta không cần phải suy luận, tại vì Chúa đã giải thích luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Là cái người mà nghe đạo đó đó, mà nghe mà không hiểu, thì quỷ dữ. Như vậy ở phần câu số 4 thì nói là chim bay xuống và ăn, và Chúa giải thích đó là quỷ dữ, nó cướp lấy cái hạt giống đó đi. Lời Chúa là sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nhưng tại sao ma quỷ có thể cướp đi cái hạt giống là lời Chúa ra khỏi chúng ta? Chúa Giê-xu giải thích, bởi vì người đó nghe mà không hiểu. Nghe mà không hiểu. Vậy thì điều gì khiến cho một người nghe mà không hiểu? Vô tính. Còn gì nữa không ạ? À? Bất kính. Còn gì nữa không? Dạ, khước từ. Nguyên nhân sâu xa là gì? Tại sao phải khước từ? Lại nó vòng lại chẳng tin. Có ai có ý kiến nào khác? Còn ý kiến nào khác nữa không ạ? Ở đó họ nghe họ không hiểu, cho nên quỷ dữ nó cướp. Cái điều gì khiến cho người ta không hiểu không bà chị em? Chúng ta để ý cái loại mà đất mà mặt đường hay là dọc đường đó, là nó bị chai do người ta dẫm đạp lên nhiều quá và nó bị chai. Cho nên chúng ta có rải bao nhiêu giống xuống nó thì nó cũng không thể mọc lên được, mà chỉ có chờ chim đến nó ăn thôi. Nó ăn. Vậy thì cái loại đất này đó là gì? Dọc dọc đường, đây là cái đất mà nó bị chai. Và tôi tìm thấy được ít nhất là bốn cái lý do khiến cho cái đất này nó bị chai và nó không thể bám được rễ của cái hạt giống xuống. Thứ nhất, nguyên nhân khách quan đó là Chúa đời này làm mù lòng họ. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 4. Chúng ta có thể đọc cùng nhau. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 4. Xin bắt đầu. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Chúa đời này làm mù lòng. Chúa đời này làm cho cái tâm trí của họ, làm cho tâm linh của họ mù loà. Chúa đời này là ai? Chúa đời này chính là cái kẻ đã lừa dối Adam Eva. Và Adam Eva thay vì nhận được cái quý quyền
để quản trị công việc tay Chúa làm thì Adam và Eva đã phạm tội và đánh mất cái quyền đó. Cho nên Satan nó đã lấy lại, nó lấy được cái quyền đó. Ở trong Luca đoạn 4 câu số 6 thì khi Chúa Giêsu bị cám dỗ, ma quỷ nói với Chúa như thế này và nói rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi quyền phép và vinh hiển của các nước đó vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Tức là Adam Eva đã chuyển giao cái quyền quản trị công việc của tay Chúa ban cho Adam, đánh mất cái quyền đó. Cho nên Adam Eva không thể, mặc dầu sống trên đất này nhưng mà không có cái quý quyền. Nhưng mà tạ ơn Chúa là Chúa Giêsu ngày đến, ngày lấy lại, ngày đó là tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ngài. Và Chúa Giêsu đã lấy lại cái quyền và cái chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta tin và thờ phượng Đức Chúa Trời, anh chị em đã có cái thẩm quyền và quyền phép. Một người, người ngay khi tin nhận Chúa lập tức có thẩm quyền ngay, có thẩm quyền trên ma quỷ ngay. Nhưng mà để có quyền phép thì chính chúng ta phải là người bước đi trong Thánh Linh, bước đi trong lời sự sống thì chúng ta mới có thể có quyền phép. Các môn đồ theo Chúa, chỗ nào Chúa ủy quyền cho họ để họ đi ra họ rao giảng, họ đi ra họ chữa lành thì họ mới có. Nhưng có lúc họ được thành công, họ trở về họ khoe với Chúa, nhờ danh Chúa mà các quỷ phục chúng con. Nhưng có lúc họ đuổi quỷ không được, họ quay trở về họ làm thinh, họ giấu luôn. Có những lúc chúng ta cũng làm được công việc của Chúa, nhưng có những lúc chúng ta cũng gặp một cái gì đó, chúng ta bị bế tắc. Bế tắc không có nghĩa là chúng ta thua, nhưng bế tắc là tôi chưa khám phá ra được, tôi chưa có thể được Chúa ngài chỉ cho tôi cái phương cách để tôi đánh, cho đến khi tôi học và tôi hiểu được cái phương cách để đánh. Tại vì trong thế giới này Chúa vận hành theo nguyên tắc của ngài, Chúa không bao giờ vi phạm nguyên tắc của Chúa. Tôi lấy ví dụ, Chúa nói rằng là ngài không tay vì ai hết. Giả sử chúng ta nói một lời dữ thì chúng ta cũng sẽ nhận lại một lời dữ, vì Chúa nói là người gieo giống chi gặt giống đó. Không phải vì cớ chúng ta là con cái Chúa là Chúa ngài binh vực chúng ta, ngài che chở chúng ta đâu. Ngài có bao dung nhưng ngài không bao che. Amen. Và ngài bao dung có nghĩa là chúng ta có lỗi nhưng ngài bao dung, nhưng mà ngài không có bao che tội lỗi. Cho nên khi tội lỗi được phơi bày ra và nó được giải phóng thì lúc bấy giờ chúng ta mới trở nên sự sáng được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đời này đã làm mù lòng con người. Dù người đó có học thức, dù người đó là kỹ sư, dù người đó là tiến sĩ, nhà khoa học hay lên tới cả cung trăng, nhưng mà nếu họ dùng cái trí khôn của mình, đó là cái tâm trí bị che đậy, bị khóa đi và khiến cho người ta không thể nhận được và không thể hiểu được rằng có một Đức Chúa Trời hàng sống. Thập niên 60, khi mà lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng, thì trong đó có phi hành gia của Nghe, của Liên Xô lúc bây giờ và một phi hành gia của Mỹ. Hai người cùng lên cung trăng ở trên cái đỉnh cao nhất của khoa học của nhân loại, và họ bay trong vũ trụ này vòng quanh trái đất thế này. Và họ phát thanh tuyên bố, một khoa phi hành gia của Nga, của Liên Xô nói rằng là tôi là người được đầu tiên được bay lên vũ trụ này. Tôi là bay ra không gian này, tôi đứng đây tôi nhìn và tôi không tìm thấy Thượng Đế đâu cả. Nhưng một phi hành gia của Mỹ là người kính sợ Chúa, khi lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và họ thấy một cái thế giới bao la khủng khiếp như vậy, thì họ đứng đây họ mới đọc lên cái câu gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Cũng là tại sao đứng ở một cái góc độ cao nhất của khoa học mà một người thì nhìn nhận là gì? Tôi không nhìn thấy Thượng Đế đâu cả. Nhưng một người thì nhìn nhận là gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Họ cũng là người khôn ngoan. Sự tin Chúa hay là biết Chúa nó không tùy thuộc vào học thức, nhưng nó tùy thuộc vào sự hiểu biết. Sự học thức nó khác với sự hiểu biết. Có thể một người họ không có điều kiện học thức nhưng họ là người hiểu biết, thì họ mở lòng ra họ tiếp nhận Chúa. Và theo anh chị em, cái người giàu và người nghèo, ai là người có thể mở lòng với Chúa dễ hơn? Người nghèo. Tại sao họ lại mở lòng với Chúa dễ hơn ạ? Tại vì họ không còn gì để mất, đúng không ạ? Giống như bây giờ tôi bị rơi xuống biển rồi, tôi giờ tôi cứ tôi quơ đại cái gì, tôi chụp được cái gì tôi chụp cái đó. Có nghĩa là hên xui may rủi, giống như anh Quốc mới nói hả? Dạ. Có nghĩa là chạy chạy nhưng còn nước còn tát, cứ chạy cứ tìm. Thật ra nó xuất phát từ cái gì?
nó xuất phát từ cái lòng trắc ẩn, cái lòng khao khát muốn làm sao để cho vợ mình được chữa lành. Và cái lòng khao khát nó tìm chỗ này không được, qua chỗ kia không được, qua chỗ nọ, cuối cùng nó chói một đống luôn. Nhưng mà cuối cùng là sao? Gặp Chúa, Chúa gỡ cái một là xong. Hallelujah. Yeah. Amen. Yeah. Nhiều khi nếu là mảnh đất chai mà chị em biết cần thì thôi mình bỏ luôn cái mảnh đất đó, mình tìm mảnh đất khác, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta không bao giờ như vậy. Trước đây thì tôi thấy được rằng nhiều người giảng mà cuối cùng nó làm bây giờ chỉ có một loại đất tốt thì chúng em ăn phước thôi. Còn mấy cái loại đất chai nè, cái loại mà đất đá sỏi nè, cái loại mà gai góc trà trơm này dẹp qua một bên, không có quan tâm những người đó. Vậy tôi xin hỏi, để có miếng đất tốt, có bao giờ trong thế gian này sẵn sàng để có đất tốt không? Lý do tại sao không có đất tốt? Vì Adam đã phạm tội. Kinh nói là gì? Adam phạm tội cho nên là gì? Đất xanh trong gai và cây tật lê. Tôi nói và cho em 100% không bao giờ có một mảnh nào đất tốt nào sẵn để chúng ta có thể gieo hạt giống vào đâu. Nếu không bởi lời cầu nguyện và cài xới của những anh chị em khác qua lời Chúa. Nếu khuyên bà chị em tin Chúa nó không phải là đơn giản đâu. Có người cầu nguyện cho chúng ta rồi, có người cưu mang chúng ta rồi. Ở đó gia đình của cô Liên thì ai tin Chúa trước ạ? Một sư Đức tin Chúa, bao lâu thì gia đình cô mới tin? Mấy tháng sau. Chúng ta thấy không phải là một ngày một bữa. Gần đây thì Phước đâu rồi? Phước này có đi học nhóm không? Gần đây thì Phước học trường Kinh Thánh. Phước nói thầy ơi, học bài này mình thấy mình quá trường sai luôn thầy ơi. Nhưng mà học thấy đã quá. Nhưng mà anh chị em biết để có thể Phước ngày hôm nay để mà học lời Chúa thì cô Liên đã đổ bao nhiêu nước mắt. Còn Nam bây giờ yêu mến Chúa thì bác ha, hay là gì? Mợ cầu nguyện bao nhiêu cho Nam? Nhân ngày nào luôn. Chứ vậy thì chúng ta thấy rằng là để cho mảnh đất này bắt đầu tốt lên thì không phải tự nhiên. Không phải tự nhiên. Có nhiều mảnh đất nó chai, bị trói buộc về thế giới thần linh, thế giới tà linh của ma quỷ. Thông qua những cái việc mà chẳng hạn như chúng ta đi xem bói, xem sao rồi đủ kiểu hết. Ngày hôm qua thì có người chị em là Thiên Hương, là con của bác gì? Bác Sử. Dạ. Thì người chị em gọi cho tôi nói là thầy ơi, không biết làm sao mà đó mà cái căn nhà tụi em ở, tụi em kêu bán mà kêu người ta đến, ta hỏi mua nhưng mà biết bao nhiêu người ta đi ngang qua người ta đi luôn. Thì hỏi ra cuối cùng là gì? Cái nhà đó đó có chôn 4 cái phép yếm của một ông thầy ngoài Bình Định. Thế chị hỏi ra thì ông nói ông yếm là không cho ai mua hết, và cứ để cho ở, để không có mất nhà. Nhưng mà người chị em này muốn bán căn nhà này bán được. Ngày hôm qua tôi chính thức cầu nguyện cho người chị em cái căn nhà này, để hủy bỏ cái điều mà ma quỷ nó làm mù lòng người ta đi. Nó làm mù lòng nhiều cách lắm. Cảm ơn Chúa, trong những ngày qua chúng tôi học một cái loạt bài về giải cứu. Thì mới đi được khoảng 10 chủ đề thôi. Và chúng tôi còn khoảng mười mấy chủ đề nữa. Và đi dạy đến đâu thì nó được phơi bài ra và để giải phóng anh chị em đến đó. Cho nên nếu ngày hôm nay mà trong tâm trí của anh chị em, khi chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta không hiểu, bởi vì Chúa Giê-xu nói ở trong Giăng đoạn 8 câu 32, các ngươi sẽ biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cho nên cái sẽ biết đó có thể là ngày hôm nay anh chị em sẽ biết lẽ thật về làm sao để chữa lành cái mảnh đất chai này, thì anh chị em được giải phóng. Còn nếu chúng ta không hiểu, ma quỷ nó cướp đi hạt giống, bước ra khỏi đây là cướp mất tiêu rồi. Và chúng ta cũng đi thờ phượng Chúa, chúng ta cũng hát ngợi khen Chúa, nhưng mà hạt giống lời Chúa nó không còn động lại trong chúng ta. Tôi giảng các hội thánh khác thường là một tháng tôi giảng một lần. Ở đây là tôi giảng nhiều nhất. Thì thường tôi đi tôi giảng thì tôi hỏi rằng tháng trước tôi giảng cái gì? Chắc chừng 10% nhớ tháng trước tôi giảng cái gì. Ôi trời trời trời. Dạ dạ, do đầu cháu. Không sao. Dạ, sơ xuất. Cho nên tôi hỏi từng trước tôi giảng cái gì, ai nhớ à? Lời cầu nguyện của anh nè, tại vì cô này đang mang thai cho nên cô này nhớ cái lời cầu nguyện của anh nè. Nếu mà chưa nhắc thì bao nhiêu người nhớ cái bài giảng rồi kìa rồi. Dạ, cảm ơn Chúa.
Và mong rằng là cái lời, cái bài giảng nó không phải ngẫu nhiên đâu. Tôi thường thường tôi giảng là tôi cầu nguyện Chúa để Chúa cho con cái sứ điệp nào để cho dân sự của Chúa, để đáp ứng cho dân sự của Chúa. Chứ không phải tôi lục ra những cái gì bí kíp cái mình đem ra mình giảng, không có. Mà những gì Chúa Ngài dạy thì tôi muốn truyền đạt cho dân sự của Ngài. Rồi chúng ta trở lại ở đây cái mảnh đất này. Như vậy cái lý do đầu tiên đó là Chúa đời này làm mù lòng của họ. Như vậy muốn giải quyết được cái mù lòng này thì đơn giản lắm. Chúng ta cùng xem ở trong sách Côrintô thứ 2 đoạn 3. Làm sao để có thể giải quyết cái mù lòng này? Côrintô 2 đoạn 3. Câu số 16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Ủa bản 2010 ha. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Trở lại cùng Chúa có nghĩa là tôi chọn sự đầu phục Chúa. Có thể chúng ta chưa hiểu hết về Chúa, nhưng chúng ta trong lương tâm của mình vẫn nhận biết rằng có Chúa, có một đấng tạo hóa. Bây giờ tôi chọn để tôi đầu phục Chúa. Mà Chúa nói rằng cái người mà dại dột thì cầm bằng cũng là khôn ngoan nếu nương cậy nơi Chúa. Và Kinh Thánh cũng nói gì? Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Họ sống những ngày rất là vô vị ở trong cuộc sống, ăn chơi rồi ngủ rồi làm rồi ăn chơi ngủ làm mà cuối cùng chết. Nó một điều rất là vô nghĩa. Họ gom thiệt là nhiều tiền để dành cho con cháu, rồi xong vừa kết thúc nằm xuống một cái, nó đi ra sòng bài trong vòng một đêm bay hết mấy căn nhà. Đây tôi và cô Liên và chú Tâm đã từng, một cái cô trước đây học trường Thánh ở đây gửi cho tôi một cây vàng. Bà gặp vợ chồng tôi mà nói: "Mục sư ơi, cho tôi chọn mặt gửi vàng." Tại vì bà không dám để vàng ở nhà. Hai con đứa nào cũng nghiện xì ke hết, không dám. Gửi cho tôi và mời cô Liên của chú Tâm làm chứng. Mà thật sự tôi nhận chứ tôi cũng không biết là vàng đó vàng thiệt hay vàng giả nữa. Tôi đâu có biết thử đâu. Mà tôi với vợ chồng tôi cất bỏ trong tủ mà cứ hồi hộp. Và cái ngày mà bà mất chúng tôi không hay thì con của bà mới gọi điện cho tôi: "Có phải là mục sư giữ của má tôi cây vàng không?" Phải, bà nói 10 cây chắc tôi cũng tiêu luôn. Tôi nói: "Ở đâu em biết?" "Dạ má em, trước khi chết má em nói." Và có cô Liên, tôi nói đúng rồi, vậy là chính xác. Như vậy thì chúng tôi sẽ mướn xe đi xuống. Tưởng đâu đám tang còn, nhưng mà chôn liền trong ngày. Tôi, cô Liên, chú Tâm đi xuống, thuê xe đi xuống tới đó. Chúng tôi cầm đưa ra 10 cây vàng, 10 khoanh, 10 chỉ. Dạ. Mỗi người chúng tôi được cho một ly nước và trở về. Phải chi móc răng chỉ con dân phần 10 cho hội thánh để làm công việc Chúa. Phải chi nó là con cho được ít tiền để mướn xe đi xuống. Tưởng đâu giữ tiền giữ vàng mình được có, mình có lời, ai nhờ cuối cùng là phải thuê xe cả 1 triệu mấy. Đây đây có cô Liên làm chứng. Rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn vui vẻ chúng tôi làm việc đó. Nhưng mà anh chị em ơi, hai anh em chia chác với nhau và nghiện ma túy thì anh chị em nghĩ bao lâu nó hết à? Dạ, mấy ngày đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây có ma quỷ nó làm mù lòng người ta, nó khiến người ta không có nhận ra được. Rồi tất cả mọi thứ đều trôi theo như dòng nước chảy mây khói, giống như là sương hiện ra một lát rồi lại tan đi. Cho nên điều đầu tiên đó là gì? Có một kẻ làm mù lòng, nhưng mà chúng ta có cách để làm cho người đó không mù lòng. Đó là gì? Người đó trở lại với ai? Với Chúa. Amen. Trở lại với Chúa thì không mù lòng nữa. Có những người đã tin Chúa rồi nhưng mà cũng vẫn bị nó làm cho mù lòng. Nó có thể dùng hình thức này hình thức kia để che, để mù lòng. Đôi khi cái sự tham lợi làm cho người ta mù lòng. Đây có một em bữa hôm gọi cho tôi: "Thầy ơi, mình con cái Chúa mình có chơi vé số được không thầy?" Tôi nói: "Chúa không có cấm, nhưng mà cái đó bắt phục mình á là mình phạm tội."
Rồi cái để chắc ăn hơn gọi cho mục sư Hào: có phải mình con cái Chúa mình được mình Chúa cấm mình chạy giá số không? Không. Chúa cho mình cái quyền hết á, nhưng mình biết dùng cái quyền đó và biết quản trị đời sống của mình. Nếu bây giờ nói cấm, chỗ nào Kinh Thánh nói cấm? Không có. Nhưng mà Chúa nói là chúng ta phải quản trị nó. Thế là hai mục sư đều nói giống nhau. Tại chúng tôi cùng học lò mà, chúng tôi biết. Chúa không có cấm, nhưng mà chúng ta biết quản trị nó. Thế này em này về mua vé số, mua vé số, mua vé số, mua. Cho một ngày kia nói với lại một người anh em nói: tôi giận một sư Bửu với một sư Hào. Hỏi gì vậy? Tại mấy ổng cho nên tôi mất 300 triệu. Tôi nói: ủa sao vậy? Thì mấy ổng nói là chơi vé số được, cho nên tôi mua. Mỗi một lần tôi mua 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 300 triệu luôn. À, Chúa đời này làm mù lòng. Các ngươi không được làm tôi hai chủ, vì ghét người này yêu người kia, hoặc trọng người này khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi mang môn nữa. Cho nên cái đó là cái lòng tham của mình mà. Khi cái đứa con út nó đòi chia gia tài, người cha có ngăn không? Người cha sẵn sàng chia gia tài cho nó, và chính nó dùng gia tài đó và nó tiêu hết gia tài nó trong một thời gian ngắn. Và bây giờ nó trở về, nó xin được trở lại làm con của cha. Cha không hề quán trách nó một lời nào, và tiếp nhận nó trở thành làm con, tiếp tục ban ơn cho nó, dạy dỗ cho nó, để nó trở thành một cầu chủ ở trong căn nhà đó. Cho nên Chúa cho chúng ta cái quyền quản trị. Chúng ta có quyền mở lòng cho Chúa, và chúng ta cũng có quyền mở lòng cho những điều hư, những điều xấu của thế giới quyền lực của tội tâm. Tôi và anh chị em nên chọn. Anh chị em biết bài bạc nó có một cái thế lực không? Tôi có một người anh tôi đi qua bên hầu vị Chúa bên bên Lào, thì anh này ngày xưa làm trong cái sòng bài ở tại Campuchia. Anh nói trong cái sòng bài đó nó có một cái miếu, nó kêu bằng là nuôi cái ngải ở trong đó. Và mỗi một ngày đều có người đem thức ăn tới đó và đem đến xong thì chợ lấy, tới chừng mà đi đến lấy thì không còn cái gì trong đó hết, chỉ còn xương. Mà nó ăn được, ngải đó nó ăn được. Và ngải đó càng nuôi nó thì nó ủng hộ cho cái người chủ. Nó giống như con quỷ phi tôn vậy đó. Nó làm lợi cho chủ nó thì càng cúng cho nó làm lợi. Cho nên bất cứ một ai mà bước vào mà chấp nhận để chơi bài ở đó, nó có một thế lực nó kéo đi về không được. Ăn rồi nghĩ là mình ăn một gián đi rồi là mình sẽ nghỉ, ăn gián xong lại muốn chơi gián nữa. Và chơi mà thua thì sao? Lại muốn gỡ. Và cuối cùng là gì? Là gọi điện cho người thân để chuộc. Nó là một cái thế lực Chúa đời này làm mù lòng. Chúng ta không ai vỗ ngực xưng tên nói rằng ai có thể chối thầy, nhưng mà tôi thì không chối. Nhưng mà chúng ta ở trong đường lối của Chúa, chúng ta được sự quan tâm, sự chăm sóc của anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta nhờ những người trong Chúa để cầu thai, chúng ta luôn luôn được đi trong sự bình an, thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy, để có thể giải quyết được cái Chúa đời này là chúng ta phải trở lại cùng Chúa. Sự trở lại đây không có nghĩa là chúng ta chỉ tin Chúa mà thôi. Nhưng sự trở lại đây có nghĩa là khi chúng ta bị lầm đường lạc lối, thì chúng ta cần nói rõ với Chúa rằng con sai chật ở chỗ này. Không cần giấu. Đối với Chúa không cần phải bào chữa, nhưng đối với Chúa là chúng ta nói thẳng vào trọng tâm. Có xấu hổ không? Không. Nói với cha của mình làm sao mà xấu hổ? Trời, con sai rồi. Ngày trước tôi hay biện luận lắm. Cái chuyện gì tôi biện luận, tôi nói là tại bởi thì là do nên. Tôi nói rằng là phải chi đêm ấy đừng mưa thì con không có chuyện này đâu. Không bao giờ nói là gì, Chúa ơi, tại vì con nghe lời Chúa cho con quên rồi, và con đã đưa tay hái cái cấm rồi. Nhưng mà dẫu vậy, biết rằng mình lỗi lồ rồi, nhưng mà vẫn ráng để đổ lỗi cho ấy, cho vợ.
Rồi Eva đổ lỗi cho con rắn. Rồi con rắn đổ lỗi cho. Nó hết đổ lỗi ai hết. Nó chịu luôn, nó bị rủa xả luôn. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, hôm nay hãy nấu ra với Chúa, trở lại cùng Chúa, đó là một sự ăn năn. Ngay cả những ai đang tin Chúa, đang thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta có một lỗi lầm nào đó, Chúa ơi con sai rồi, con sai ở chỗ này đây nè, xin Chúa tha thứ cho con. Và nhân danh Chúa Jesus, con chúc phước cho đời sống của con, cho con của con, cho chồng con, cho vợ con. Chúng ta cầu nguyện chúc phước, Chúa sẽ làm cho nó trở nên được sáng trở lại, hay là mảnh đất đó bắt đầu được tơi xốp trở lại, nó không còn mù lòng nữa. Điều để làm cho trở lại với Chúa nữa là ở trong câu 17 và câu 18. Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển và vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Cái từ để mặt trần có nghĩa là không giấu giếm, không giấu giếm gì cả. Tôi thấy có nhiều người cầu nguyện rất là dài. Chúa ơi con không phải giống như người kia đâu, con là một người rất là tốt, con ăn ăn kiêng ăn một tuần hai lần, con dâng phần mười đầy đủ, con hiếu kính cha mẹ, con làm đủ thứ hết trơn. Đó là cái dạng cầu nguyện dài dòng. Mà Chúa nói sao? Cầu nguyện dài dòng ta không nghe. Cầu nguyện vào trọng tâm chính xác, để mặt trần nhìn xem vinh hiển Chúa, thì chúng ta mới hóa nên một ảnh tượng Ngài. Chúng ta sẽ nhận lấy vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ được giống như chính Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đến cái điều thứ hai. Nguyên nhân thứ hai mà cái đất nó bị chai sạn, đó là không quan tâm hay là thờ ơ với sự cứu rỗi. Tức là đối với người này, họ không có quan tâm sự cứu rỗi, họ thờ ơ với sự cứu rỗi lắm. Một lần kia chúng tôi đi phát chứng đạo đơn, vào trong cái quán ăn, anh em thường thường anh em tôi cầm một số chiếc đạo đơn vào quán ăn, xong là bắt đầu ngồi kêu ăn, xong bắt đầu chúng tôi đến, chúng tôi gửi có những quyển sách nhận như là Bạn Có Hạnh Phúc Không, hay là Tin Lành Là Gì, hoặc là Bảo Hiểm Linh Hồn. Chúng tôi đến nói có một cái loại bảo hiểm rất là hay, đây là bảo hiểm linh hồn. Có thể chúng ta đã mua bao nhiêu loại bảo hiểm khác, nhưng bây giờ có một loại bảo hiểm linh hồn chúng tôi gửi, và cái này có thể biến đổi cuộc đời của anh chị. Họ nhìn lên, họ gật đầu, xong họ ăn xong, họ trả tiền, họ để cuốn đó lại. Nhưng có những người cầm lên và bỏ túi. Chúng tôi giới thiệu cho họ là có một cái loại bảo hiểm linh hồn. Như vậy có quan tâm không? Chẳng hạn như người đang bệnh, tôi nói là có một giải pháp để có thể chữa lành anh chị. Có người bị gia đình họ có bị quyền lực ma quỷ khống trị, mà chúng tôi nói là có một giải pháp, anh chị có thử không? Sao mà được? Biết bao nhiêu bác sĩ giỏi, sao được? Tôi nói thử thì biết. Cho nên có những người họ thờ ơ, không quan tâm với sự cứu rỗi. Họ nghĩ rằng chết là hết. Hôm chiều tối Chủ nhật tuần rồi, tôi và vợ tôi đi làm đám tang cho một người, người này ở bên một hội thánh của hội thánh bạn. Cái cô này mới có 34 tuổi thôi, cổ đẹp như người mẫu vậy đó, và gia đình làm ăn rất là giàu. Chúng tôi vào trong cái khu đó là cái khu biệt thự cao cấp. Người này mới tin Chúa có 10 ngày chết. Thật ra là cô này bị ung thư ác tính, ung thư tử cung ác tính. Và nằm bệnh viện đó thì con cái Chúa vô làm chứng và cổ tin Chúa. Trong 10 ngày thôi mà cổ tin xác quyết. Cổ nói bây giờ nếu Chúa chữa lành, tôi sẽ hầu việc Chúa trọn đời. Còn không chữa lành, tôi về với Chúa. Và kêu gia đình làm đám tang theo Tin Lành. Và cảm ơn Chúa là trong cổ 10 ngày sau cổ mất. Và gia đình làm đám tang theo Tin Lành. Thì tôi được mời đến để làm cái lễ nhập quan. Có thể trong 10 ngày đó bản thân cổ xác chứng đức tin và cổ được cứu. Có thể Chúa chữa lành mà có thể Chúa không chữa lành. Có thể đây là thời điểm tốt nhất để Chúa đón người này đi. Thôi nói thiệt, không có ai sướng bằng thằng ăn cướp bên thập tự giá của Chúa Giêsu. Chúng ta đọc Phần Thần Thánh mới biết rồi phải không ạ? Bị đóng đinh gần chết rồi. Chúa ơi hôm nay Ngài vào nước Ngài. Thiệt sự lúc đó là gì? Giống như là đâu có còn đường nào để mà đi nữa. Thôi bây giờ thôi, nếu mà Ngài vào nước Ngài, nhớ đến tôi. Chúa nói được, ngay hôm nay chính ngươi sẽ ở với ta này Paradise.
tôi nghĩ sướng thiệt đó. Khỏi mất công cực phải đi truyền giảng phúc âm rồi, khỏi thế này thế kia ha, khỏi xuân yêu thương rồi ha. Và cái cô này mới tin Chúa 10 ngày. Rồi sau đó qua đời. Thì gia đình quyết định làm theo nghi thức tin lành. Cổ yêu cầu là phải dẹp hết bàn thờ trong nhà của cổ. Nhưng mà những người chị chồng không cho. Nhưng mà ông chồng vẫn quyết định là làm theo nghi thức tin lành. Cho nên căng một cái băng rôn ngang và che cái phần sau, làm phần trước. Mà trong cái bài giảng tôi chia sẻ, thì tôi chia sẻ xong, tôi kêu gọi ai là người quyết định để có thể muốn gặp lại cái người chị em, người vợ, người mẹ, người chị, người em, người cô, người gì vậy đó của mình, thì xin bước lên, tôi cầu nguyện để tin nhận Chúa và chỉ có con đường duy nhất. Người chồng bước lên và tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thầy khen Chúa. Không biết là còn những người phía sau đó cũng, tôi cũng nghe cầu nguyện đâu mà không biết ai. Nhưng mà chắc chắn là người chồng đứng lên kế bên cạnh tôi và tôi hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa. Nhưng mà cái người này chết, hồi chưa chết, không cứu được ai hết. Nhưng mà chết lại cứu được chồng. Hallelujah. Mục đích sống của chúng ta nó quan trọng lắm. Chúng ta là như thế nào? Chúng ta có quan tâm đến sự cứu rỗi hay là không? Hay là chúng ta chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền, ăn gì, mặc gì và uống gì, giống như dân ngoại thường tìm? Chúng ta là người phải khác hơn dân ngoại, thưa anh chị em. Nếu chúng ta cũng giống như dân ngoại, có nghĩa là sáng chúng ta nghĩ đến ăn gì, rồi uống gì, rồi mặc gì. Tôi có một cái anh bạn này vui lắm. Anh này chỉ có hai cái áo thôi. Cái áo trắng với cái áo xanh. Và anh đi làm là bữa nay cái áo trắng, ngày mai áo xanh, mặt này áo trắng, mặt áo xanh. Mặc dù tôi bước vào tôi nhìn thấy cái tủ của anh nó mấy chục cái áo vậy đó, mà chỉ có trắng và xanh. Tôi nói, ủa có trắng và xanh thôi, mua làm chi cho nhiều vậy? Rồi tại sao anh chỉ có mặc hai màu? À, nó để xây dựng hình tượng. Anh không cần phải đứng đó mà trầm ngâm, không biết bữa nay rồi mình mặc cái áo gì đây, cái sọc ngang hay sọc xuôi đây, bữa nay thì bông gì đây, mình mặc bông gì đây. Không có. Có phải các cô là nhiều đồ quá khó lựa không? Thật ra thập niên 70-80 có muốn lựa đồ cũng không có. Đúng không quý vị cô? Có muốn lựa không có. Tôi độc nhất có một cái bộ đồ. Và đặc biệt bộ đồ tôi là có tivi màu. Phía sau nó có tivi màu. Tại mạng nhiều quá, nó lủng lỗ mạng nhiều quá. Không có một cái quần thứ hai. Còn cái áo thì thôi là cứ giặt. Đi học xong về giặt rồi phải ủi cho nó láng rồi lại đi học tiếp. Rồi tôi nói anh chị em riết ủi riết cái áo nó mỏng dánh luôn. Cầm về giật nhẹ cái là rách. Không có gì để đổi. Nhưng mà tôi vẫn yêu bên Chúa. Chúng tôi liên quan đi thờ vườn Chúa không có vắng ngày nào cả. À bây giờ hết đau rồi, giờ con đánh trống hen. Thưa anh chị em, ăn gì, uống gì, mặc gì nó khiến cho chúng ta bị đặt sai cái mục tiêu sống của chúng ta. Nếu chúng ta chú tâm về ăn gì, uống gì, mặc gì thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị sai lệch với cái mục tiêu sống. Ngày xưa thập niên 70-80 chúng ta chỉ có cái ăn là được rồi, không cần quan tâm cái mặt nữa. Và đến thập niên 90 chúng ta thấy ăn nó thoải mái hơn, bắt đầu chúng ta mua thêm cái mặt. Rồi tới thập niên 2000, rồi 2010 bắt đầu chúng ta giàu có lên, mỗi người ít nhất cũng có 20-30 cái bộ đồ. Hồi trước chỉ cần một chiếc xe đạp thôi là mừng lắm để đi học. Nhưng bây giờ nhà nào cũng có xe gắn máy, xe đạp là chê, thậm chí xe 50 còn chê. Mỗi một ngày chúng ta tăng trưởng lên. Nhưng thực sự dù cho cuộc sống có thay đổi, nhưng mà anh chị em hãy nhớ một điều, đừng bao giờ cái tâm tánh mình và thái độ của mình thay đổi. Chúng ta vẫn giữ một tấm lòng trung kiên với Chúa. Tôi có những người bạn gặp lại tôi 30 năm rồi gặp lại. Mới vừa rồi tôi đi về đám cưới của một đứa cháu. Tôi gặp lại các anh em ngồi nói chuyện. Và các anh em nói một điều, làm sao mình gặp lại mà mình tâm tình mình vẫn còn như xưa là quan trọng nhất. Tôi nói đúng như vậy. Họ gặp tôi họ nói về gọi bằng mục sư hay gọi bằng anh đây. Tôi nói, ủa, anh em thì cứ là anh em thôi, em là em thì anh cứ gọi là em thôi. Có sao đâu, đâu cần phải gọi là mục sư. Thật ra mục sư đó là mục sư, một là thiên chức mà Chúa ban cho. Cái thứ hai đó là mục sư của hội thánh.
Những người trong hội thánh tôi là mục sư, nhưng các anh có thể gọi tôi là bằng em hay là bằng anh, bằng chú, bằng gì đó, không sao cả. Và chúng tôi chỉ sống một cái đời sống rất là đơn giản, bình dị, chứ không phải là chúng ta được thành ông nào rồi đó cho chúng ta ưỡn ngực lên. Mục đích sống quan trọng hơn. Trở lại cái câu chuyện này thì anh chị em thấy là cái mảnh đất dọc đường này đó là chính là những người bị cho Chúa đời này làm mù lòng, rồi không quan tâm hay là thờ ơ với sự cứu rỗi. Họ đã tập trung vào những điều giá trị thấp hơn là giá trị vĩnh cửu. Ăn uống ngon hay là dở thì 4 tiếng đồng hồ sau chúng ta lại đói tiếp và chúng ta phải ăn, có đúng không? Một bữa ăn 15k với một bữa ăn 1500k, 4 tiếng đồng hồ sau cũng phải đói. Và đôi khi cái người ăn với lại chỉ cần một miếng cá, một miếng rau mà còn sống dai hơn cái người ăn cao lương mỹ vị. Rồi sanh ra bị gút, sanh ra bị thấp khớp, sanh ra mỡ máu, sanh ra bị tiểu đường này kia đủ thứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đặt cái trọng tâm quan trọng nhất đó là gì? Thì tôi và anh chị em là một người sống sung sướng nhất. Chúa nói sao? Trước hết tìm kiếm nước của Đức Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm. Ngài cho thêm các điều ấy nữa là các điều mà dân ngoại thường tìm. Như vậy đây là thứ tự ưu tiên, chứ không phải là ngồi đó để chờ sung rụng. Nên nhớ nha, không phải chờ sung rụng, nhưng Chúa sẽ ban phước cho mọi công việc của tay chúng ta làm. Chúng ta tìm kiếm Chúa trước hết, tìm kiếm Chúa trước trong mọi công việc, cầu nguyện trước khi quyết định, chứ không quyết định rồi cầu nguyện để chấn an. Tôi thấy có nhiều người cầu nguyện chấn an, mình làm rồi quyết định rồi mới kêu cầu nguyện, thay vì trước khi bàn thảo ngồi lại nhờ một sự cầu nguyện rồi Chúa soi sáng cho con để con đưa ra những quyết định đúng đắn. Đằng này quyết định xong hết rồi nhờ một sự cầu nguyện chúc phước cho cái quyết định, thì chúng ta thấy là đi ngược với cái sự trật tự mà Chúa Giêsu dạy, là trước hết ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đến cái điều thứ ba, tại sao đất nó bị chai? Đó là bị tổn thương, bị gây cớ vấp phạm. Ít nhiều trong đời tôi và bà chị em, 100% chúng ta đều có sự tổn thương và bị gây cớ vấp phạm. Chúng ta bị người khác làm tổn thương, chúng ta bị người khác gây cớ vấp phạm. Và ngược lại, đôi khi chính chúng ta, lối sống của mình, cách nói của mình cũng làm cho người khác bị tổn thương và cũng làm cho người cớ gây cớ vấp phạm cho người khác. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ nhìn nhận một chiều thôi. Có nghĩa là cái người đó làm tổn thương tôi, cái người đó gây cớ vấp phạm cho tôi. Bị tổn thương hay là gây cớ vấp phạm là do chúng ta quyết định, chứ không phải là do ai đó quyết định cho chúng ta. Chúng ta quyết định không cho bị tổn thương thì nó không thể đến với chúng ta được. Chúng ta quyết định không cho nó gây cớ vấp phạm thì cho dẫu người ta có làm gì đi chăng nữa, có chửi có mắng cũng không thể vấp phạm chúng ta. Trước đây ai nói một cái lời gì đó làm cho tôi bị tổn thương và tôi vấp phạm, bắt đầu tôi đồn ra, tôi nói với người này, tôi nói với người đó, nói tôi như vậy, người đó làm cho tôi vấp phạm. Tôi nói ra như vậy có bao giờ hết vấp phạm, hết nó tổn thương không? Không, nó lại nhân lên. Có lần tôi và vợ tôi cùng với vợ chồng mục sư kia, chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà không phải do lỗi của mình. Chúng tôi vẫn nhìn đó, em ơi, em chưa hiểu. Không em anh gì đây chứ á, đi ra khỏi nhà tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người nữa. Đồ đạo đức giả, đủ kiểu hết. Mà lúc đó là vợ chồng tôi không bị tổn thương. Tại vì sao? Chúa đã trang bị cho chúng tôi rồi. Anh chị em biết chúng ta có một cái lớp bảo vệ bên ngoài là gì, bà chị em biết không? Đó là thuẫn của đức tin, để dập tắt mọi tên lửa của kẻ dữ. Rồi nếu mà nó thủng qua được cái lớp đó thì sao? Mình còn cái gì bên trong ạ? Áo giáp của sự công chính. Công chính này là công chính của Chúa cho chúng ta, bảo vệ chúng ta. Cho nên ai có nói cái gì chăng nữa, tôi quyết định không cho nó tổn thương là không có tổn thương. Tôi mong rằng trong một thánh đừng bao giờ có ai nói được tôi bị tổn thương nữa. Tại vì sao? Chúng ta cần biết mình có cái thuẫn của đức tin và chiếc áo giáp của sự công bình của Chúa cho rồi. Tại sao không dương thuẫn đức tin ra? Khi dương thuẫn đức tin này lập tức tên lửa của kẻ dữ sẽ bị dập tắt ngay. Chúng ta có quy quyền đó, chúng ta có sức mạnh đó, chúng ta có sự bảo vệ miễn phí đó. Nhưng đôi khi nó bắn cái và chúng ta co lại, hạ cái thuận xuống, rồi đâm vô bắt đầu nói đó, thế là tôi bị tổn thương biết không? Cái người kia nói tôi về bị tổn thương, vô bắt tay người này không bắt tay người kia, tôi bị tổn thương có biết không?
không cho phép sự tổn thương. Amen. Amen. Chúng ta nói đi, tôi không cho phép sự tổn thương. Bởi vì tôi có thuẫn của đức tin. Tôi có cái áo giáp của sự công bình của Chúa. Amen. Người ta nói chúng ta có thể bị cảm thấy buồn một chút, nhưng mà quyết định tha thứ ngay, không cho tổn thương nó đi vào. Đôi khi chúng ta chấp nhận cái mũi tên, nhiều khi người ta bắn mới sớt sớt ở ngoài rồi, chúng ta nắm, tôi đau tại cái người đó đó, nhưng mà thật sự là mình. Và nắm mình kéo vô một cái nữa. Cho nên có những cái mảnh đất mà gọi là nó bị chai sạn, nó bị hờ hững, nó bị vô cảm với những cái lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì cớ nó rằng tôi bị tổn thương, sao không ai thương tôi, sao không ai thăm tôi, sao không ai hỏi tôi. Từ khi chúng tôi hầu vị Chúa, chưa bao giờ tôi nói là tại sao không ai hỏi tôi, không ai thăm tôi hết. Nhưng chúng tôi luôn luôn chủ động lên chương trình để thăm viếng chăm sóc những người khác. Vậy thì cái người trưởng thành là cái người thăm viếng chăm sóc người khác, hay là người ngồi ở chỗ để người khác chăm mình? Anh chị em thích chăm người khác hay là người khác chăm mình? Anh chị em thích bồng ấm hay là anh chị em thích bồng người khác? Nhưng mà thực tế là mình thích người khác bồng mình, phải không? Không, thật ra thì Chúa cũng muốn chúng ta có một giai đoạn để trưởng thành. Có lúc chúng ta như thế này, nhưng có lúc chúng ta trưởng thành. Và anh chị em thấy khi mình chăm sóc được một ai đó, mình cầu nguyện cho một ai đó, mình thăm viếng người ta vui mừng, tự nhiên mình thấy cũng vui lây. Ngợi khen Chúa. Thì Chúa ban phước để rồi tôi và chị em sẽ không để cho sự tổn thương hay là bị người khác gây vấp phạm cho mình. Xung quanh chúng ta đầy sự vấp phạm, nhưng mà chúng ta có để sự vấp phạm đi vào mình hay không là do chúng ta quyết định. Điều thứ tư, đó là mất lòng tin do bị bội phản hay là bị lợi dụng. Ai có cái này ạ? Ai có từng bị mất lòng tin do bị bội phản? Anh chưa có phản bội em, sao em giơ tay? Có thể từ ngày xưa đã từng bị bội phản, đúng không? Có bị lợi dụng không? Có. Và cái bị bội phản, bị lợi dụng, nó khiến cho chúng ta đóng lòng lại. Và chúng ta nhìn thấy cái ai mà có tương tự như vậy đó là chúng ta đóng lòng ngay. Tôi nói các cô mà đã từng bị lừa tình một lần thì bắt đầu cẩn thận, rất cẩn thận với những cái anh chàng, đúng không ạ? Rồi bắt đầu chúng ta lo, chúng ta không biết là cái quyết định của mình có đúng không. Trái tim này nó rung rung rồi, nhưng mà ở ngoài thì sợ. Rồi bắt đầu lên mạng hỏi rằng tôi lấy chồng được không. Chứ nói lời mình là người ở mình không tốt mà. Thế thì các cô nói rằng gì? Chúng tôi bị lừa tình, chúng tôi bị bội phản. Vậy thì có bao giờ các cô phản bội lại người cũng người khác không? Có chứ, mấy lần rồi Nhung. Ai chúng ta cũng là nạn nhân, và đôi khi chúng ta cũng là tác nhân. Cho nên đừng đổ lỗi cho bất cứ một ai. Và nếu chúng ta đã từng bị bội phản, mất lòng tin hay là bị lợi dụng, hãy chúc phước cho người đó, hãy cầu nguyện cho người đó, thì anh chị em sẽ được chữa lành ngay. Và chúng ta không còn, cái mảnh đất của mình không còn thờ ơ nữa. Bây giờ đến cái bí quyết để làm cho chữa lành cái đất chai này, chúng ta cùng xem ở trong Các Vua Nhì đoạn 2, từ câu 19 đến câu 22. Các Vua Nhì đoạn 2 câu 19 đến 22. Chúng ta đọc chung với nhau. Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng: chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi thấy. Nhưng nước thì độc và đất thì chai. Người đáp: hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong. Chúng đem đến cho người cái bình mới. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, từ nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa. Vậy theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành cho đến ngày nay. Dân cư của thành Jericho này cho rằng là cái chỗ này, cái địa điểm nó tốt lắm. Nhưng mà con cái là phong thủy nó không có tốt. Nước
thì độc, mà đất thì chay. Và nó gây ra cái sự chết. Có nghĩa là trồng cây không được, nuôi súc vật là vật không có đẻ. Ở đây nói là bị nâng á, nâng có nghĩa là không đẻ, không sanh sản. Nếu nói về nâng chắc là những người trẻ trẻ giờ không hiểu nâng là gì đúng không? Hà có hiểu nâng là gì không? Cảm ơn Chúa hiểu. Có ai không hiểu chữ nâng không? À, nâng nó là có nghĩa là vô sinh á. À, vô sinh cả con người và vô sinh cả con vật và vô sinh luôn cả cây cối nữa. Và cái vùng đất Jericho này nó bị một cái lời nguyền rủa của một ông tên là Joshua. Joshua đoạn 6 câu 26. Khi Joshua chiếm được cái thành Jericho thì Joshua bắt đầu phát thề như thế như sau. Bây giờ Joshua phát thề rằng phàm ai trỗi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền của nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết. Dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết. Từ thời của Joshua cho đến thời của Elise, tôi không biết là bao nhiêu đời, mấy chục đời hay là mấy trăm đời tôi không biết, bởi vì chưa có một sự thống kê rõ ràng. Nhưng mà cái lời nguyền đó, cái lời nguyền của ông Joshua đó khiến cho cái thành Jericho này bị rủa xả. Có nghĩa là đến thời của ông Eli mà ở đó đất thì nước thì độc mà đất thì chay. Trong cái giữa cái khoảng đó có một nhân vật nổi lên đặng xây lại thành Jericho, nhưng mà gặp ngay cái lời nguyền đó và thất bại. Các vua thứ nhất đoạn 16 câu 34. Các vua nhất đoạn 16 câu 34. Trong đời Ahab, Hiên ở Bethel xây lại Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram con trưởng nam mình. Lúc dựng cái cửa thì mất Serub con út mình. Theo như lời của Đức Giê-hô-va cậy Joshua con trai của Nun mà phán ra. Tôi xin hỏi anh chị em, cái ông Hiên này ổng có tội gì không? Ổng có lòng tốt để xây lại thành Jerusalem đúng không? Xin hỏi thành Jericho phải không ạ? Rồi hai con trai ông có tội gì không? Cũng không luôn. Tự nhiên cha làm hai con chết. Nhưng mà do cái gì ạ? Do cái lời nguyền rủa của ông Joshua. Tại sao Joshua, cái lời nguyền rủa của Joshua có cái uy quyền vậy? Bởi ông là người chiếm được cái thành Jericho này. Ông có uy quyền, ông đã thắng được Jericho này, cho nên cái ông lập cái Jericho này. Anh chị em biết trước 75 thì ở đây gọi là gì? Sài Gòn. Nhưng sau 75 gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao ai có uy quyền đổi tên? Người chiến thắng. Người chiến thắng có quyền đổi tên. Người chiến thắng có cái quý quyền. Joshua đã chiến thắng thành Jericho. Và bây giờ cái thành này nó rất là ngang ngược. Cái thành này rất là kiên trì. Thành trì này rất là vững chắc. Nó ngăn trở cái con đường tiến vào Canaan của dân Israel. Cho nên khi hạ được thành này thì Joshua lập tức phát một cái lời thề: không ai được xây dựng lại cái thành Jericho này. Nó phải bị triệt tiêu vĩnh viễn. Ai mà lập nền nó thì con trưởng chết, ai dựng cửa thì con út chết. Cái lời này có thể người ta nghe và người ta không dám làm. Nhưng tới cái ông Hiên này thì chắc là ông không có nghe, cho nên ông làm. Mà khi ông đang chuẩn bị lập cái nền, xây cái nền móng của Jericho thì thinh linh thằng Abiram chết. Sau đó ông dựng cái cửa, thằng con út chết. Và thế là công trình ngừng lại. Và cái điều đó nó kéo dài cho đến thời của Elise. Lúc bây giờ người ta nói: Elise ơi, cái đất này tốt lắm đó, cái địa thế này tốt lắm đó, nhưng mà nước thì độc, đất thì chay, cho nên không sống ở đây được. Nước độc, đất chay. Có bao giờ chúng ta đến với những con người mà tấm lòng thì chai đá, không có một cảm xúc, người ta đau cũng không chia sẻ, và nước thì độc? Nước hồi sáng chúng ta nói gì? Tin Chúa thì sao ạ? Sông nước hằng sống chảy ra. Nước cũng là lời nói của chúng ta. Chúng ta đã từng thấy người nào nói ra bất cứ một lời nào đều là có cái độc ở trong đó không? Luôn luôn nói ra là có thêm cái chất độc. Nói ra có móc câu, nói ra có cái cạnh, nói ra có cái khóe, nói ra có cái dao, nói ra có cái móc. Jericho, Jericho.
bây giờ bỏ cái thành này phải không? Thế anh chị em nên bỏ hay là sửa nó? Bây giờ sửa bằng cách nào đây? Giô-suê có cái cách sửa. Anh chị em muốn cho cái mảnh đất của mình nó hết chai không ạ? Muốn cho lời nói mình hết độc không ạ? Cách của Giô-suê, xin lỗi, cách của Ê-li-sê là gì? Hãy đem cho ta một cái bình mới. Đem cho ta cái bình mới. Rồi đựng cái gì ạ? Đựng muối ở trong. Có nhiều người làm theo hình thức. Thế là bỏ vô một cái bình, mua kiểu ra ngoài chợ mua cái bình gốm á, mới. Cái bỏ muối hộp nó vô, rồi đem cái đào xuống cái đất của mình nó chôn ở dưới. Nó hết không? Nó không hết. Sao kỳ vậy? Thật ra không phải do cái bình và muối đó mạnh mà mới hết. Chúng ta đọc cái chỗ này chúng ta thấy gì? Chúng ta xem lại cái chỗ này. Câu số 21. Người bèn đem đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói. Muối trong cái bình đã bao nhiêu đủ để chữa lành cái dòng sông đó? Không bao giờ chữa lành. Muối rải được hết bao nhiêu ở trên đất đó để mà nó hết chai? Không. Một cái bình bao nhiêu để có thể đủ? Nhưng mà ông nói. Ông nói như thế nào chị em trùng đọc lấy tôi lại câu 21 ạ. Xin bắt đầu. Người bèn đem đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng, xin bắt đầu. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta đã chữa lành cho nước này, từ nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa. Ta chữa lành cho nước này, nó sẽ không ra sự chết và không gây sự nâng nữa. Như vậy, nếu toàn bà chị em đang có một mảnh đất giống như là Jericho, nếu chúng ta bị mắc một cái lời thề nào đó, nhiều khi cha mẹ ngày xưa khổ quá hay nói với con: tụi bay á, sanh tụi bay ra tụi bay đài tao mà, phải biết chi tao, tao đẻ cái trứng ra tao bán còn có tiền. Có những lời bị họ bị tổn thương quá, họ bị đè nén quá, và bây giờ nói ra cho nó đỡ thôi, nhưng vô hình chung là cái lời nói đó nó áp đặt trên con của mình. Má tôi ngày xưa nói như thế này nè: tụi bay lớn lên có nước cạp đất mà ăn, tụi bay lớn lên có nước mà đi chăn trâu mà ăn. Tự nhiên cái lời chăn trâu nó vô cái đầu của tôi, bắt đầu nó nhớ. Nó mê trâu, đi học xong quăng cái cặp cái pét một cái rồi là nhảy ra chăn trâu cho người ta miễn phí, không tốn tiền luôn. Đến nỗi xin lỗi, ngày xưa chỉ có quần cục, ngồi lưng trâu lưng bò riết mà hai bên đây nè bị lát hết luôn. Vậy đó mà cứ ra cứ mê trâu mê bò. Có lần xém con bò nó đi ngang nó đạp tôi luôn nhưng mà không chết. Và chết là giờ đâu đứng đây là nói phải không? Một lời của người có uy quyền nào đó đã từng nói với chị em, có thể là mục sư của anh chị em trước đây. Chúng ta nghĩ có những mục sư nói lời rủa xả cho dân sự không? Rồi có những người cha người mẹ nói lời rủa xả cho dân sự không? Có những người cha người mẹ thuộc thể nói rủa xả cho dân sự không? Có những người cha người mẹ thuộc linh để rủa xả dân sự không? Có người cha người mẹ nuôi rủa xả cho con cái nuôi của mình không? Anh chị em nghĩ cha mẹ nuôi có quyền rủa xả trên con cái nuôi không? Có. Bởi vì khi anh chị em nhận họ làm cha làm mẹ, có nghĩa là lập tức họ có uy quyền cho anh chị em. Tôi cũng có những đứa con nuôi, có con nuôi thuộc thể và cũng có con nuôi thuộc linh. Và chưa bao giờ chúng tôi nói một lời rủa xả nào cho con của mình. Chúng tôi nói hoàn toàn lời chúc phước cho con của mình. Hôm nay, nếu anh chị em đang có một mảnh đất giống như là Jericho, thì bây giờ chúng ta cần có một cái bình mới và để muối bên trong. Ở đâu có bình mới đây? Ở đây chúng ta có mấy chục người. Một chút chúng ta ra ngoài chợ gần đây, chúng ta mỗi người một cái bình mới phải không? Dạ không. Bình mới là đây. Đây là cái bình mới.
Phao-lô nói như thế này: tôi là một cái bình bằng đất, nhưng mà đựng cái gì bên trong? Của báu ở bên trong. Tất cả tôi, ông bà chị em khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta đều trở bình mới, trở nên bình mới của Chúa hết. Amen. Vậy có cần mua bình mới không? Không, có bình mới rồi. Đó là chính chúng ta. Mà đựng cái gì bên trong à? Muối. Đối với dân Israel trong cựu ước, muối là giao ước. Muối là giao ước. Tôi, ông bà chị em có giao ước mới của Chúa bên trong chưa? Có giao ước bằng huyết của Chúa Giêsu chưa? Nếu có thì bây giờ hãy đổ muối ra. Cầm bình và đổ ra và nói gì ạ? Chúa chữa lành anh chị rồi. Được không? Bây giờ tôi là cái bình mới. Tôi có giao ước của Chúa. Tôi có đức tin nơi Chúa. Tôi có lẽ thật của Chúa. Tôi có quyền năng của Chúa. Bây giờ tôi đặt tay cho người này. Người này đang bệnh, tôi đặt tay. Chúa chữa lành cho chị rồi. Đây là tôi đang đổ muối ra. Và tôi nói lời của sự sống ra. Amen. Vậy thì nếu các mục sư làm được, nếu anh chị em có lời của Chúa, anh chị em hôm nay nghe và hiểu được lời Chúa, anh chị em có thể giúp đỡ cho người khác để có thể chữa lành Jericho được không ạ? Hãy chữa lành mảnh đất bị chai. Cái chỗ nào của anh chị em bị chai? Cái chỗ nào của anh chị em mà khiến cho chúng ta không hiểu? Cái chỗ nào mà dù khi chúng ta cứ bị bế tắc? Có những người nói như thế này: không biết sao mà tự nhiên sao cái đầu em nó ngu ngu, nhưng mà khi mục sư đặt tay lên đó thì nó sáng. Mà thật như vậy đó. Mỗi khi nghe mở cái bài giảng ra thì nghe tự nhiên nó sáng. Vừa rồi tôi đi ở trên vùng Đắk Minh thì có các em này ngồi nói chuyện với nhau. Các em mời uống cà phê, ngồi nói chuyện với nhau thì các em này ngồi nói chuyện. Họ cái mục sư đặt tay cầu nguyện cho con đi mục sư. Tôi nói bây giờ ngồi đây, con ngồi bên đó và mục sư có thể cầu nguyện cho con ngay bây giờ. Là tôi chia sẻ một chút, tôi nói nhận danh Chúa Jesus Christ, ngay bây giờ tâm linh của con, tâm trí của con được sáng ra và con được nhận ra. Nó nói tự nhiên một cái gì đó nó nhẹ cái đầu con, nó nhẹ ra vậy. Đó là lẽ thật của Chúa được khai phóng. Không gian và thời gian không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta được kết nối trong danh của Chúa Giêsu để chúng ta có thể phá vỡ đi những cái đất chai ở trong cuộc đời. Để khi hạt giống của Chúa, anh chị em đến đây, anh chị em đến chỗ khác, anh chị em nghe lời Chúa, bắt đầu hạt giống của Chúa được mọc. Amen. Còn nếu đất mà chai thì anh chị em có đi đâu thì cũng vậy thôi, phải không ạ? Hôm nay chúng ta có muốn được mảnh đất của mình được chữa lành không? Xin mời chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa ngay bây giờ. Hallelujah. Nếu chúng ta tiếp nhận lời Chúa và chúng ta tin vào lời của Ngài thì chúng ta, mảnh đất của chúng ta có thể được chữa lành ngay và không còn bị chai nữa. Trong lòng của anh chị em có cái chỗ nào chai, anh chị em đều có thể biết, anh chị em có thể nhận ra. Như bốn điều mà tôi muốn nói, đó là thứ nhất, đó là do Chúa đời này làm mù lòng. Thứ hai là do không quan tâm hay là thờ ơ với sự cứu rỗi. Thứ ba là do tổn thương hay là bị gây cớ vấp phạm. Và thứ tư do mất lòng tin, do bị bội phản hoặc là bị lợi dụng. Hôm nay chúng ta sẽ tuyên bố để chúng ta được chữa lành, được chữa lành theo như lời Chúa ngày hôm nay. Anh chị em cùng cầu nguyện với tôi trong đức tin. Thưa Cha, trong danh Chúa Giêsu, con đến đây trước ngai vinh hiển của Ngài, là Chúa của cả trời đất và muôn vật, là đấng cứu chuộc con. Đời sống của con nhận ra là loại đất dọc đường bị chai, khiến cho hạt giống không mọc lên được trong thân thể của con, tâm trí của con có những điều ngăn trở do Chúa đời này làm mù lòng, do sự không quan tâm thờ ơ với sự cứu rỗi, do bị tổn thương, do bị gây cớ vấp phạm, do bị mất lòng tin, bị bội phản, bị lợi dụng, làm cho đất bị chai. Nhân danh Chúa Giêsu, con tin vào lời của Ngài. Con đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Đời sống của con đã trở nên cái bình mới và có giao ước mới ở bên trong. Giao ước này đủ thẩm quyền để phá đổ, tiêu diệt
cũng trồng và dựng những điều tốt lành. Nên căn cứ vào lời Chúa, con tuyên bố con được chữa lành khỏi sự chai đá, khỏi tổn thương, khỏi sự thờ ơ, khỏi sự làm cho bị vấp phạm, khỏi sự bị bội phản, mà con được chữa lành hoàn toàn bởi giao ước mới này. Chúng con tiếp tục chúc đổ muối của giao ước cho những người xung quanh, những người bị tổn thương, những người bị bội phản, những người bị chai đá được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Con tuyên bố ngày hôm nay con có thuẫn của đức tin, có áo giáp của sự công bình, có mão của sự cứu chuộc. Con được tự do, được đắc thắng. Tâm linh con, tâm trí con, tấm lòng của con không còn bị chai nữa. Nó không còn gây ra sự chết, không còn gây ra sự nâng. Nhưng đời sống của con sẽ bắt đầu sản sinh bông trái của Chúa, kết quả thuộc linh lẫn thuộc thể. Sẽ có người tin Chúa qua con, sẽ có người được gây dựng qua con. Công việc làm ăn của con được phát triển, tiền bạc của con bắt đầu dư dật, thùng của con luôn luôn đầy gạo, túi của con luôn luôn có tiền. Chúng con sẽ là ban cho, trở thành nguồn phước cho dân tộc. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài vì lời của Ngài là thật. Con tin và con công bố, con kêu gọi những lẽ thật này, quyền năng của lẽ thật này được đến trên đời sống của con và trên những người mà con chạm tới. Xin giúp cho lòng của con bắt đầu tuôn chảy ra dòng sông sự sống, sự phước lành, sự thành công, sự thịnh vượng. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.